mỗi một hành vi chúng ta làm, chúng ta đều biết chúng ta đi về hướng nào, mình gọi là tỉnh thức, an vui trong lộn xộn. Mỗi hành vi mình làm, mình đều biết là tại sao mình làm hành vi này, và mình tập trung từng thời khắc làm, cái đó gọi là sống trong hiện tại. Mỗi một ngày mình bơi bát cơm lên ăn, mình hiểu tại sao mình phải ăn. Tại sao mình phải ăn? Nếu hiểu là ăn là một hành vi mà chúng ta bắt buộc phải gì ăn để thân xác, để tồn tại, thì bắt đầu mình chánh niệm, mình ăn từng hạt cơm, ăn từng hạt cơm, thì đó cũng là một cái việc sống trong hiện tại. Nhưng lập kế hoạch cho tương lai, xây dựng nguồn lực cho tương lai, xây dựng cái kế hoạch hành động đấy để đi đến tương lai, nó cũng chính là hiện tại, chứ không phải là tương lai. Cho nên là sống trong hiện tại chính là tỉnh thức, biết được từng cái hành vi mình đang làm để làm gì. Và thứ hai, tập trung trong từng thời khắc một, làm hết cật lực. Thảo Nguyễn có đặt câu hỏi: Thầy ơi, làm thế nào mà luyện cho tâm của mình sống trong hiện tại? Và làm sao mình biết đang sống trong hiện tại? Cảm ơn thầy và chúc thầy an lành. Tôi cũng phải chia sẻ cái khái niệm này. Vì hiện nay phần lớn chúng ta tu tập, chúng ta bị hiểu sai về bản chất của từ sống trong hiện tại. Thưa các anh chị, sống trong hiện tại hay không sống trong hiện tại, nó không quan trọng. Đó chỉ là pháp mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Đạo Phật là mỗi một ngày sống, bạn được sống bình an và tiến hóa. Bình an nhưng phải tiến hóa. Bình an và tiến hóa, đó là gốc rễ. Còn hiện tại hay không hiện tại chưa quan trọng. Vậy có hai khái niệm bình an. Một là bình an trong lộn xộn. Tôi lấy thí dụ, nếu chúng ta biết rằng khởi nghiệp 3 năm đầu là đau khổ, nếu chúng ta biết trước được rằng khởi nghiệp trong 3 năm đầu là 3 năm phải nỗ lực 150%, trong 3 năm đầu là có thể một ngày chúng ta phải làm việc đến 10 đến 12 tiếng, trong 3 năm đầu thậm chí không có thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè. Tóm lại, trong 3 năm đầu là một thời khắc cực kỳ khắc nghiệt. Vậy thì rõ ràng khi bạn lao vào khởi nghiệp thì thân xác bạn mệt mỏi hơn, não bộ của bạn phải hoạt động mạnh hơn, tiền bạc của bạn phải đi lo toan vay mượn nhiều hơn. Nhưng tại sao bạn vẫn an vui? Vì bạn đang trên con đường kế hoạch tiến hóa của chính bạn. Cho nên cái an vui là an vui nơi tâm hồn, còn thân xác của bạn phải vận hành mệt mỏi và rã rời. Nhưng bạn vẫn thấy an vui đấy thôi. Thì đấy là khái niệm đầu tiên. Như vậy, chúng ta cần phải an vui trong sự tiến hóa. Mà an vui trong tiến hóa thì cái tinh thần của chúng ta được lên ngôi, nhưng thân xác thì mệt mỏi. Và bắt đầu nó kéo dài nhiều ngày thì cơ thể của chúng ta bị mất cân bằng, tức là trí tuệ phải phát sức ra để làm, thân xác phải kiệt quệ để làm. Tuy là cái tâm nó có an vui một chút thành quả, nhưng bắt đầu cũng có hiện tượng mệt mỏi và stress. Thì bây giờ chúng ta lại mất đi sự an vui. Như vậy, nếu an vui trong một phạm vi thân xác mệt mỏi vừa phải, trí tuệ phải vắt ra vừa phải, thì cái đó gọi là an vui trong lộn xộn, chứ an vui trong kiệt quệ thì chết. Tinh thần thì an vui nhưng sức khỏe kiệt quệ thì có nghĩa là mất cân bằng, thì người đó cũng không thể nào hạnh phúc được. Câu chuyện thứ hai, nhưng nếu khi an vui trong kiệt quệ thì bắt buộc người ta phải ngừng lại để người ta cân bằng, thì Tuấn gọi là
an vui trong nghỉ ngơi. Và khi một người chúng ta bước lên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2, thì giai đoạn bước từng bước lên cầu thang người ta gọi là an vui trong lộn xộn. Nhưng đến phần chiếu nghỉ, chúng ta phải đi một đoạn đường bằng, có đúng không các ngài? Cho nên chúng ta gọi là an vui mà lại được nghỉ ngơi, tức là tinh thần cũng an vui mà thân xác thì được nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi một chút thì chúng ta lại phải tiếp tục bước đi, lại tiếp tục phải an vui trong lộn xộn. Và trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải đón nhận được an vui trong lộn xộn chiếm phần đa số cuộc đời của chúng ta, còn an vui trong nghỉ ngơi chiếm ít hơn. Và mọi người hãy để ý một quy luật của tự nhiên: trong 8 tiếng làm việc một ngày thì chúng ta có một phần an vui trong nghỉ ngơi, đó là giấc ngủ trưa. Trong một ngày làm việc 24 giờ thì chúng ta có cái chiếu nghỉ vào buổi tối, đó là từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng nghỉ ngơi. Trong một tuần thì chúng ta có chiếu nghỉ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Trong một năm chúng ta có chiếu nghỉ vào gì ạ? Ngày lễ và ngày Tết. Như vậy bản chất quy luật tự nhiên cũng đã xây cho ta những chiếu nghỉ để chúng ta có hai khoảnh khắc an vui trong lộn xộn để tiến bộ, và an vui trong nghỉ ngơi để cân bằng. Vì vậy bắt buộc chúng ta phải biết sử dụng thời gian một cách chánh niệm. Đâu là thời gian cân bằng, đâu là thời gian phải chấp nhận kiệt quệ để bước đi. Nhưng nhớ dòng đời của chúng ta bước đi nhiều hơn là nghỉ ngơi. Khi đi lên cầu thang, số thời lượng mà đi được cái phần chiếu nghỉ sẽ ít hơn rất nhiều so với thời gian chúng ta bước những cái bước chân lên cầu thang. Để chúng ta hiểu được quy luật của cuộc đời, không tránh tình trạng chúng ta đi tu được vài hôm, nghe được vài câu chuyện lọ, và chúng ta thích an vui trong nghỉ ngơi, và cuộc đời của chúng ta đã chết ngay từ lúc sinh ra. Tức là trí tuệ của chúng ta không tăng trưởng một chút nào cả. Từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, mình không tăng trưởng cái gì. Tức là lúc nào cũng an vui trong nghỉ ngơi, và tự huyễn hoặc về bản thân mình là tôi đã đạt được cảnh giới tu là an lạc hoàn toàn. Không phải. Không phải. Thì cái này là nhiều người bị mắc cái căn bệnh. Vậy thì thưa cả nhà, chúng ta đến cái hồng trần này để chúng ta học cách an vui trong lộn xộn. Nhưng khi nào nó mất cân bằng, nó kiệt quệ về thân xác quá, thì chúng ta phải gì ạ? Dừng lại chiếu nghỉ, gọi là an vui trong nghỉ ngơi. Và cả nhà chỉ cần ứng dụng đúng cái quy luật này thôi, thì cuộc đời của mình nó vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, luyện tập cho mình sống trong hiện tại, và làm sao biết mình đang sống trong hiện tại, thì thưa Thảo Nguyên, mỗi một hành vi chúng ta làm, chúng ta đều biết chúng ta đi về hướng nào, mình gọi là tỉnh thức, an vui trong lộn xộn. Tỉnh thức. Mỗi hành vi mình làm, mình đều biết là tại sao mình làm hành vi này, và mình tập trung từng thời khắc làm. Cái đó gọi là sống trong hiện tại. Mỗi một ngày mình bơi bát cơm lên ăn, mình hiểu tại sao mình phải ăn. Tại sao mình phải ăn? Nếu hiểu là ăn là một hành vi mà chúng ta bắt buộc phải gì ăn để thân xác để tồn tại, thì bắt đầu mình chánh niệm, mình ăn từng hạt cơm, ăn từng hạt cơm vào. Thì đó cũng là một cái việc sống trong hiện tại. Nhưng lập kế hoạch cho tương lai, xây dựng nguồn lực cho tương lai, xây dựng cái kế hoạch hành động đấy để đi đến tương lai, nó cũng chính là hiện tại, chứ không phải là tương lai. Cho nên là sống trong hiện tại chính là tỉnh thức, biết được từng cái hành vi mình đang làm để làm gì. Và thứ hai, tập trung trong từng thời khắc một, làm hết cật lực. Ví dụ giai đoạn an vui trong lộn xộn, hãy làm việc cật lực. Lộn xộn tao cũng chấp nhận, mệt mỏi tao cũng chấp nhận, nhưng tối về nằm ở chiếu nghỉ thì là gì ạ? Cho thân xác nó nghỉ hoàn toàn, và đừng nghĩ thêm cái gì. Và cái này tôi hay nói đùa với mấy anh em mà tôi dạy chuyển hóa tâm thức, nó giống như trên con đường cao tốc mà mình đi ấy.
thì bao giờ nó cũng có trạm dừng nghỉ, và trạm dừng nghỉ chính là chiếu nghỉ, đúng không? Và cái phần mà thân xác và não bộ nghĩ nó giống như cái máy xe và cái xe này. Còn cái tâm của mình nó giống như ông lái xe. Mà có rất nhiều anh chị tối về nhà nghỉ rồi, tức là giống như ông lái xe đến cái trạm dừng nghỉ, thì người lái xe vào uống nước chè rồi. Tức là mình tối về nhà thì cái tâm của mình muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng máy vẫn nổ, tức là não vẫn nghĩ. Còn cái ông mà lái xe vào uống nước chè ở trong bãi xe rồi, mà cái xe vẫn nổ máy ở ngoài, thì người đấy bị thần kinh rồi còn gì. Vậy thì tóm lại, sống trong hiện tại chính là giai đoạn nghỉ ngơi. Mình phải tập trung cho nghỉ ngơi. Giai đoạn nào làm việc thì mình phải mệt mỏi, mất sức, khó khăn cũng phải đối diện để bước đi. Tức là mình an vui trong lộn xộn. Vì vậy là như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cảnh giới của gì? An vui và tiến hóa. Còn việc mà gì à? Luyện tập cho mình sống trong hiện tại thì chính là việc sau khi mình biết được rõ con đường như thế này, thì mỗi thời khắc mình hiểu ý nghĩa của từng hành vi của mình, và mình tập trung vào từng hành vi, thì cái đó chính là gì à? Sống trong hiện tại. Rồi cảm ơn Thảo Nguyên và chúc bạn đi đúng trên con đường để phát triển bản thân và đón nhận kể cả sự mệt mỏi trong quãng đời này để chúng ta bước đi tiến hóa hơn. Rồi cảm ơn Thảo Nguyên. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.